Thì xa, chắc là chị đi một mình không có được. Anh chở tôi đi giùm có được không? Hả? Em nói cái gì? Thằng bé đi mất rồi. Em canh chừng cái kiểu gì vậy hả? Tội nghiệp thiệt. Chắc là thằng nhỏ ráng gom đồ ăn về nhà để ăn đó. Ủa? Mà hai đứa giữ thằng bé làm sao? Mà để nó trốn mà không hề hay biết gì hả? Lần cuối cùng em nhìn thấy bé là khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay. Sau khi em cho bé ăn sáng xong, rồi cho bé uống thuốc, rồi truyền dịch cho bé nữa. Nhưng mà em không biết bé trốn đi đâu. À chị Phương ơi, thằng bé vẽ cái này nè. Hình như là vẽ nhà của nó á chị. Hay để em đi tìm. Có gì em nói chị sau nha. Có tên đi cô nè, hay là tên của nó chị? Em hay quá hả? Vậy mà sao tìm được? Ở đây nhà nào cũng nhà lá, lưới chày và thuyền nữa. Nè 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 nè, đừng có nói với chị là em đi tìm cái nhà nào mà có con rùa đứng trước cửa vậy nghe chưa? Nghĩ sao vậy? Chị Phương, hay là mình nhờ mấy anh lính đi tìm giúp mình đi. Mấy ảnh rành địa hình với lại người dân ở đây, biết đâu hả mấy ảnh tìm được thì sao? Ừ, đúng rồi, hay là mình nhờ anh Duy Kiên đi chị. Đúng rồi á. Không được. Chị Cấm, đại úy Duy Kiên là bận làm nhiệm vụ lắm, không có thời gian mà túc trực hỗ trợ tụi mình đâu. Mọi người bàn tán cái gì mà sâu sao vậy? Anh Duy Kiên. Chào anh Kiên. Ờ, hên quá, anh có biết nhà này ở đâu không? Disco nó dễ á. Disco nó dễ là sao? Dạ. Chị. Dan. À, cái này là làng Disco. Từ doanh trại mình qua đây cũng xa á. Mà từ đây có thể nhìn ra hòn Kim Quy. Hả? Thì ra con rùa đó là hòn Kim Quy hả anh? Vậy đi cô là làng của nó chứ không phải là tên của nó hả anh? Không phải. Mỗi lần tụi anh mang nhu yếu phẩm ra đây nè, đều có ghi lên bao bì là tên làng đi cô. Cho nên mấy đứa trẻ ở đây á, tên của chúng chưa chắc biết viết, chứ tên làng một phần đất. Em hay quá ha Quang ha. Cuối cùng là vẫn không thể biết được tên thằng bé là tên gì. Em giỡn mặt cái gì hả Quang? Chị, em xin lỗi chị mà. Hay là em đi tìm thằng bé nha. Ờ, anh Duy Kiên ơi, anh biết đường không? Chở em đi chơi. Ừ, từ đây tới đó lái xe khoảng 1 tiếng. Dạ. Khoan đã. Dạ. Hôm nay là em với Linh là phải lo cái vụ bảo hiểm rồi sổ khám bệnh cho mấy cái anh công nhân nhà máy nhiệt điện đó. Phải ở nhà lo cho xong. Quên. Vậy còn thằng nhỏ thì sao chị? Thì chị đi thôi. Mà chị đi một mình hả chị? Thì xa, chắc là chị đi một mình không có được. Anh chở tôi đi giùm có được không? Ừ, nhau chị. 15 phút nữa xe xuất phát. Chị đi. Dạ. Dạ.
sao anh không lo lái xe đi, bị tai nạn bây giờ. Anh đang lái nè. Đường này anh đi hoài à, thuộc như lòng bàn tay rồi. Tối qua em ngủ có ngon không? Em không muốn nhắc tới chuyện đó. Vậy là đêm qua em đang cố gắng tránh mặt anh và không muốn nhắc tới chuyện đó. Ờ, sao cũng được. Nhưng mà anh chỉ hy vọng em đừng nghĩ anh là người lợi dụng. Anh cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, mà hôm qua mới dám cả gan đó. Cái này là buổi sáng nè. Còn cái này là buổi tối. Còn buổi chiều. Dễ sao ta? Phải đi cà phê ở đây. Dạ, ừ. Em quên là anh biết nói tiếng địa phương. Làm nãy giờ suy nghĩ muốn chết. Có sao đâu, nhìn em vẻ cũng vui mà. Đừng có chọc em nữa. À, anh hỏi thằng bé giúp em là thằng bé tên gì vậy? Để em biết, còn ghi nữa. Hỏi nó tên gì rồi em cũng đâu có biết ghi đâu. Thôi, cứ gọi nó là bé đen đi cho dễ nhớ. Ừ, bé đen cũng hợp, cũng dễ thương, cho dễ nhớ. Em đen, đen. Ủa, có phải mấy bé hôm bữa mình thấy mấy cái giỏ bánh kẹo ăn đúng không? Trí nhớ em cũng tốt quá ha. Trí nhớ em tốt mà. Vậy cho nên anh làm cái gì em cũng nhớ hả? Đúng rồi, cho nên anh đừng có làm gì mà để em nhớ. Đâu có, anh còn tính gieo thêm thương nhớ cho em. Gieo thương nhớ cho người khác là một cái tội đó. Với ai chứ với em thì anh chấp nhận chịu tội suốt cuộc đời.